Xin chào mọi người đã quay trở lại với video của mình nha. Mọi người ơi, như mọi người thấy trên trước mặt mình cái hộp này, mọi người biết hộp gì không? Mình sẽ cho gần vào đây cho mọi người nhìn rõ nhé. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? Đây của mình là hộp sữa chua nếp cẩm nha mọi người, hiệu con bò vàng nha. Đây là con sữa dê vàng. Ừ, quên mất là con bò vàng, con dê vàng mọi người. Đây con dê đây, mình lại nói thành con bò vàng. Không biết có sữa chua nếp cẩm là hiệu con bò vàng không nhỉ, mà mình nói thế nhỉ. Đây là đặc sản đấy mọi người ạ. Đây là một thùng sữa chua nếp cẩm mọi người ạ. Và trong một thùng này thì có 12 hộp nhỏ ở trong mọi người. Đây, một thùng này có 12 hộp nhỏ nhá. Đó. Mình thấy cái sữa chua nếp cẩm này ấy, được ghi là bảo quản là nhiệt độ 0-4 độ C mọi người ạ. Đây mình vừa lấy trong tủ lạnh ra nha, mình chưa bóc. Mình để cả thùng trong tủ lạnh luôn, mình sẽ ăn dần ấy, mình không bóc ra. Đấy mọi người nhìn. Bây giờ mình sẽ bóc ra cho mọi người xem nhá. Xem mọi người, ai là tín đồ của sữa chua nếp cẩm không nhỉ? Đây này. Ai là tín đồ của sữa chua nếp cẩm không nhỉ? Mình trước kia mình cũng kiểu như là mua cái nếp cẩm về nấu ấy mọi người ạ. Mình mua nếp cẩm về mình nấu, xong mình nấu làm sữa chua nếp cẩm ấy. Thì mình có mua gạo nếp cẩm về và mình ngâm, mình nấu ăn cũng rất chi là ngon. Mình tự nấu thì mình sẽ đảm bảo hơn, nhưng mà đây là mình mua ngoài quán mọi người nhá. Mình mua ngoài quán. Mình sẽ khui ra nhé. Đó. Trong này một set thôi ạ. À? À, dạ vâng, cho đi hàng cho em nhé. Thế rồi sao nhiều thế nhỉ? Vâng, sao? Đây. Nhiều, sao mình mua gì mình nhiều thế nhỉ? Một cần giá bây giờ cây ra. Mình vừa được người ta gọi điện thoại chốt hàng mọi người ạ, mua hàng online. Mà mình mua sao mình không nhớ là mình mua khi nào, mình mua nhiều như vậy luôn ấy. Thôi mình xin phép quay lại chủ đề nhỉ. Chủ đề của mình vẫn là sữa chua nếp cẩm. Đây nha, hộp sữa chua nếp cẩm của mình đây này mọi người này. Một thùng như này thì có 12 hộp nhỏ như này nhá. Tự nhiên được gọi chốt đơn hàng thì em thấy hoang mang quá, mà không hiểu tại sao mình mua nhiều thế. Không biết mua lúc nào, thôi làm hộp sữa chua nếp cẩm cho tỉnh người. Đây này mọi người này, sữa chua nếp cẩm đây. Sữa chua nếp cẩm này thì được thì gồm có là nếp cẩm nhá. Nếp cẩm ở trên và sữa chua ở dưới, mình sẽ trộn đều lên mình ăn đấy mọi người. Được làm từ nếp cẩm nha, mình sẽ bóc ra xem nào. À, hộp xoáy à? Mà là như kia là hộp vặn nắp lên. Ừ, đây là hộp xoáy, nắp sẽ xoáy ra nhá mọi người, đây này. Mình vừa bỏ trong tủ lạnh ra nên nó khá là lạnh đây này mọi người này. Sữa chua nếp cẩm nào, có đường trắng này, sữa tươi nguyên chất, men tự nhiên và gạo nếp cẩm. Đó, được làm từ ba vì thực phẩm sữa tươi ba vì. Mình bị cúm, xin phép mọi người nhé, thông cảm cho mình bị cúm nhé. Đóng nắp vào, mình sẽ bóc cái hộp này ra cho mọi người nhé. Mình sẽ bóc này, xoáy ra này. Đấy, mình xoáy ra trong. Ôi rơi nát rồi. Trong nếp cẩm này, mọi người nhìn này. Nó sánh đậm vào nhau, đây có cái thìa này. Mình mang cái thìa con của mình lên, nhưng đây có thìa này thì ăn thìa này vậy. Đây mọi người nhìn, nếp cẩm nó sánh đậm này. Đó, mọi người nhìn này. Thấy không? Đấy, nếp cẩm nó sánh mà như này nha mọi người. Nếp cẩm này chắc người ta ninh rất chi là nhừ rồi. Mình sẽ đảo cả sữa chua bên dưới nhé. Ăn này, mọi người nhìn này, cả sữa chua đây nha, mình sẽ ăn nhá. Cái nếp cẩm nó rất chi là mềm, nó sánh vào, nó quẹn với nhau, quẹn vào cái vị sữa chua ngọt ngọt, quẹn vào vị sữa chua ngọt ngọt mà lại
kiểu như là biết nói là tại sao nhỉ, ngọt này, mềm này, dẻo này, dai này, chua chua này, nó quậy với nhau, nó tan hết trong mồm ấy, khi nó cứ dính dính ở trong mồm mà sao mình nhúng nó tan đồng đều luôn ấy mọi người này. Một hộp sữa chua như này, một hộp sữa chua nước bẩm như này có giá là 12.000 mọi người nhá, 12 đến 15.000, tại vì mình mua cả hộp này hình như là 120 hay 100, à không phải, hình như là 120 hay 150 đấy, thì nó dao động từ khoảng mười mấy nghìn một hộp này đấy, một mấy nghìn một hộp nhỏ nhỏ này mọi người ạ, trong có 12 hộp, 12 hũ nhỏ này và 12 cái thìa luôn nha mọi người, 12 cái thìa, thìa trắng như thìa ăn sữa chua mọi người ạ. Nếu mà mọi người muốn ăn nhiều thì mọi người có thể đủ ra cốc, mọi người đủ 2 hộp ra cốc luôn, xong mình có thể cho thêm sữa chua vào ăn nhé. Hoặc là mọi người không ăn thử ngọt quá, mọi người sẽ đổ ra cốc, người đổ thêm một hộp sữa chua nữa, mua một sữa chua nữa 5.000 ở ngoài đổ vào thì ăn sẽ ngon hơn. Mình cũng thích ăn cho nhiều sữa chua ấy mọi người, cho nhiều sữa chua ăn nó chỉ là ngon, mình cũng rất thích, nhưng mà mình sẽ không đổ ra cốc, nước công đi rửa lít kích á, nên mình sẽ ăn luôn, mình sẽ ăn luôn. Cái nếp cẩm nó dai, nó sánh với nhau, thỉnh thoảng mình cắn phải, có như mình cắn phải cái hạt nếp cẩm còn nguyên ấy, nó dai, dai kiểu dẻo dẻo ấy mọi người ạ. Mình cho ăn chắc mình ăn hết cả thùng này mất mọi người ơi. Đó, mọi người nhìn nó dẻo dai dính thế này mà mọi người, dẻo dính luôn. Mọi người biết cảm giác mà nhá mà cái hạt biết cầm nó cứ lép bép, nó lép bép thì hơi quá, nhưng mà kiểu như là những cái hạt mà nó chưa dừ ra, nó hơi dai dai một tí, mình nhá là cảm giác nó cứ nó dẻo ấy mọi người, nó dẻo như cốm ấy, dẻo dính như cốm ấy, nếp cẩm ta đấy mọi người. Mình có thể làm sữa chua nếp cẩm này tại nhà mọi người nhé. Mình thấy nấu khá là đơn giản thôi. Mình mua cái gạo nếp cẩm về và mình ngâm tầm 30 phút đến 40 phút. Mà mình rửa qua, vò qua mấy nước, và mình sẽ cho lên nồi cơm điện mình đun, mình nấu như là nấu cơm bình thường nhé. Nhưng mà lưu ý là các bạn cho ít nước thôi. Nấu kiểu như nấu sôi, mọi người chỉ cho sắp một tí nước thôi. Kiểu như nấu sôi ấy, mọi người đặt lên bếp, mọi người đun, mọi người canh nhé. Khi nào mà sủi lên thì mọi người sẽ ra xem cho nó đủ nước hay chưa. Nhiều khi mình cho nhiều quá hoặc ít quá, đủ nước hay chưa, mình sẽ đảo nó lên mà mọi người thấy cảm giác mà các hạt nếp cẩm nó nở đủ độ chín rồi ấy, thì mọi người sẽ cho đường vào nhé, cho đường mọi người đảo lên, cho ngọt vào. Thì mình nói chung là bạn nào thích ăn ngọt thì cho ngọt, thích ăn vừa thì cho vừa thôi nhé. Mình đảo đường lên và mình đảo đều nếp cẩm lên, mình đánh tơi ra, xong đảo đều nếp cẩm lên và mình sẽ lại bật bếp một lần nữa, bật chế độ nấu một lần nữa nha mọi người. Khi nào mà nồi cơm điện của mình nảy chế độ hâm ý, thì là ok. Và mình sẽ vớt ra thôi, mình vớt ra, mình để ra cái bát. Và mình sẽ lấy sữa chua mình trộn vào mình ăn thôi. Rất đơn giản mọi người, nói thì cầu kỳ á, bước nọ bước kia, nhưng mà khi mình làm thực hiện rồi thì mình thấy rất đơn giản mà lại ngon. Mình nấu cả một nồi to cho cả nhà ăn mọi người ạ. Mình mua độ 5 lạng nếp cẩm, mình tìm được rất chi là nhiều. Hoặc là mua 1 cân nếp cẩm vào và nấu được một nồi to cho cả nhà cùng thưởng thức ý, thì mình sẽ nấu nhiều, mình sẽ cho tăng cái lượng nước lên ý mọi người. Mình làm ăn thì đảm bảo hơn, với lại mình hiển nhiên mình ăn được nhiều hơn ý. Ở ngoài quán mình lại mua như này thì một cốc này bỏ bèn bao nhiêu đúng không mọi người. Còn mình làm thì mình ăn cả bát. Thật sự nếu mà mình làm thì mình cho là cả bát ô tô mình ăn ý. Nhưng mà cái này thì mình, nhưng mà tính ra thì chắc chỉ được một ít thôi ấy. Mình sẽ ăn hết hũ sữa chua nếp cẩm này nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau của mình nha. Xin chào mọi người nhé.